Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 32 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường đảm bảo trật tự giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Công an huyện Yên Định đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trật tự giao thông và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Định đã bố trí tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường dẫn đến trường học, đặc biệt tăng cường kiểm tra ở khu vực gần cổng trường. Cùng với đó, lực lượng công an còn phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra đột xuất tại bãi trông giữ xe của nhà trường, phát hiện học sinh đi xe mô tô phân khối lớn đến trường, qua đó kịp thời có các biện pháp nhắc nhở, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Đầu năm đến giờ là công an thị trấn là sang là tuyên truyền là 3 lần về an toàn giao thông. Ngoài những cái buổi tuyên truyền đấy thì công an thị trấn ấy còn phối hợp với cái đội quản lý nền nếp của nhà trường để cùng hỗ trợ là thực hiện cái đảm bảo cái cổng trường là tự quản. Ví dụ như ở trường tôi là có một cái đội nền nếp của nhà trường là ngay từ đầu buổi học hoặc sau buổi học là đứng quản lý. Thứ nhất là những học sinh nào mà đi xe mà không có mũ bảo hiểm thì cái đội nền nếp sẽ bắt lại và yêu cầu là nhắc nhở, đồng thời là trừ điểm thi đua của lớp. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Yên Định đã kiểm tra phát hiện, lập biên bản xử lý 65 trường hợp học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe gắn máy. Thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, Công an huyện Yên Định đã giao cho đội Cảnh sát Giao thông xây dựng mô hình cổng trường tự quản về an toàn giao thông. Chúng tôi đã lấy trường Trung học Phổ thông Yên Định 1 làm mô hình điểm vì đây là trường có số lượng học sinh đông, trên 2.000 học sinh. Từ việc xây dựng điểm ở trường Trung học Phổ thông Yên Định 1, chúng tôi sẽ duy trì và nhân rộng ra các trường Trung học Phổ thông còn lại, các trường Trung học Cơ sở và Tiểu học trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục duy trì tổ kiểm tra, siết chặt xử lý nghiêm trường hợp học sinh chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50 phân khối, lai đèo nhiều người. Phối hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức các mô hình cổng trường tự quản an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, phối hợp với lực lượng chức năng và nhà trường, tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông.